là cái lý do mà tại sao em hay tư vấn cho anh em là khi mà dán một cái bộ phim kính lái ấy, thì anh em nên dán cái mã, một là tìm cái mã tầm trung hoặc đến cao cấp luôn, chứ đừng có dán phim mã thấp quá thì anh em lại phải sau đi 1-2 năm thì anh em lại phải bóc ra và lại dán lại. Đây như chiếc xe này thì có dán phim rồi này, và bên em đang bóc ra để thi công lại cho anh chủ, vì xe phim này đi bây giờ cái độ cách nhiệt đã gần như là không có, và cái xe đi rất là nóng mà ra tay. Đấy, có cái chính sườn này thì của anh ấy đã dán lại rồi. Đấy, đây, anh em có thể thấy là mà cái sườn đã dán lại rồi và dán cái tông rất là riêng tư. Đấy, độ cách nhiệt thì cũng rất là cao. Thì bên này cái gói phim này em đang dán lại cho anh bác chủ, đó là cái gói phim của Hàn Quốc, để mà cái độ chống nóng tốt thì cái mã Hàn Quốc nó sẽ có mã kính lái riêng, đó là cái mã NC55, đảm bảo có độ xuyên sáng tốt cho anh em, và độ cách nhiệt phim thì bảo hành cho anh em tận 10 năm. Đấy, anh em nào mà chưa dán phim nhá, hay là đang phân vân mà muốn dán phim cách nhiệt ấy, thì đến ngay với Akala Thái Nguyên nha, bên em có đầy đủ các loại máy test để dán trước khi dán cho anh em.